Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục hôm nay có gì hot ngày 27 tháng 10 với những tin tức cực nóng hổi không thể bỏ qua. Vào 9 giờ tối hôm qua, Microsoft đã chính thức tổ chức sự kiện đặc biệt ra mắt các sản phẩm mới của mình, trong bao gồm việc nâng cấp nhẹ Surface Book với phiên bản sử dụng bộ vi xử lý Core i7 Skylake, GPU đồ họa tăng gấp đôi so với người tiền nhiệm, và thời lượng sử dụng pin cũng được tăng lên 16 giờ. Đồng thời, mức giá của phiên bản này cũng tăng theo vào khoảng 53,5 triệu đồng. Điểm nhấn trong sự kiện lần này chính là màn ra mắt hoành tráng của Surface Studio. Đúng như tên gọi thì Surface Studio hướng đến việc biến bàn làm việc của bạn thành một studio chuyên nghiệp. Thiết bị All-in-One của Microsoft sở hữu màn hình 28 inch 4K cảm ứng, có độ nét và khả năng tái tạo màu sắc cực kỳ chân thực cùng khả năng nghiêng xuống góc 20 độ để biến thành bản vẽ thiết kế. Đi kèm với Surface Studio, bên cạnh Surface Pen quen thuộc, Microsoft còn mang tới phụ kiện Surface Dial cực lạ. Chiếc núm điều chỉnh tròn tròn đẹp đẹp này hứa hẹn sẽ hỗ trợ tối đa cho dân thiết kế. Dĩ nhiên, để sở hữu Studio thì bạn sẽ phải bỏ ra một khoản không hề nhỏ chút nào đâu, vào khoảng 67 triệu cho phiên bản cấu hình thấp nhất và cao nhất là khoảng 93 triệu đồng cơ. Thật là khủng khiếp. Nếu như iPhone 7 đã chính thức được bán ra vào đầu tháng 9 vừa qua, thì phụ kiện không thể thiếu là tai nghe không dây AirPods đến nay vẫn chưa thấy tung tích. Ngưỡng tưởng vào cuối tháng 10 này, Apple sẽ cho lên kệ chiếc tai nghe thần thánh. Vậy mà mới đây, công ty đã chính thức xác nhận hoãn lại thời gian bán ra phụ kiện này bởi lý do là họ chưa sẵn sàng cũng như nó chưa thực sự hoàn hảo. Đúng là một lý do thật là xàm xí. Không biết bao giờ mới được trên tay em nó đây, hay là cứ cắt tai nghe AirPods cũng được nhỉ? Mới đây, Google đã chính thức kích hoạt chức năng theo dõi tình trạng giao thông tại một số thành phố lớn như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Để kích hoạt chức năng này, bạn hãy truy cập ứng dụng Google Maps trên điện thoại, mở thanh menu bên trái và chọn giao thông hay traffic. Lập tức, bản đồ Google sẽ hiển thị màu xanh lá đối với đoạn đường thông thoáng và nơi nào càng tắc thì càng màu đỏ sậm. Vậy là từ nay chúng ta có thể thoát khỏi cảnh chen chúc trên đường rồi. Cuối tháng 9 vừa qua, Samsung đã chính thức tung ra smartphone Galaxy Z7 Prime tại thị trường Việt Nam với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng. Với nhiều ưu điểm như thiết kế đẹp, cấu hình tốt, camera đẹp cũng như chiến dịch marketing mạnh mẽ và táo bạo, thì Galaxy Z7 đã chính thức đánh bại đối thủ trực tiếp của mình là Oppo F1S hay các đối thủ đến từ Trung Quốc với doanh số 200.000 máy chỉ trong tháng đầu tiên. Bên cạnh đó, Samsung cũng sẽ tiếp tục tung ra Galaxy Z5 Prime với mức giá khoảng 4 triệu đồng trong thời gian tới để tiếp tục cạnh tranh với một sản phẩm khác đến từ Oppo là chiếc Neo 9. Có vẻ như cuộc chiến giữa Samsung và Oppo đang ngày càng nảy lửa đúng không nhỉ? Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn chiếc điện thoại nào? Mình thì mình không phải Sky đâu, mình team Isaac nha! Cuối cùng các bạn hãy nhớ đón xem sự kiện ra mắt thiết bị mới của Apple vào 12 giờ tối nay nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai. Tạm biệt!